Chào bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý sản phẩm siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm kẹo hắc sâm, một trong những sản phẩm được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay. Ở khi nhắc đến Hàn Quốc thì điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó chính là những loại dược liệu quý hiếm như là sâm, nấm và linh chi đúng không ạ? và nhất là đối với sản phẩm nhân sâm với những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe của người dùng như là hỗ trợ điều trị được nhiều căn bệnh nguy hiểm hoặc là hỗ trợ phòng chống được nhiều căn bệnh tăng cường sức khỏe rồi là công dụng vô cùng tuyệt vời trong việc làm đẹp thế nên sản phẩm nhân sâm thì đã được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày cũng như là được chế biến và sản xuất thành nhiều sản phẩm khác nhau như là cao hồng sâm kẹo sâm hay thậm chí là sâm tầm mật ong và phổ biến cũng như là điển hình nhất trong đó chính là sản phẩm kẹo hắc sâm một trong những sản phẩm được chế biến từ hắc sâm từ hàn quốc và sản phẩm kẹo hắc sâm này là một trong những sản phẩm được rất nhiều người sử dụng hiện nay bởi những công dụng mà nó mang lại cho người dùng vậy với sản phẩm kẹo hắc sâm này thì nó có công dụng gì và khi chúng ta sử dụng thường xuyên thì nó có gây sâu răng hay là ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể hay không thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu khi nhắc đến sản phẩm kẹo sâm thì hẳn rằng là mọi người rất quen thuộc đúng không ạ? Và sản phẩm này thì được rất nhiều người sử dụng hiện nay bởi nó giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn cũng như là tăng cường hệ miễn dịch và mang lại nhiều công dụng khác đối với cơ thể của con người. Tuy nhiên thì vẫn còn khá nhiều khách hàng thắc mắc và đặt câu hỏi rằng là nếu như thường xuyên sử dụng kẹo nhân sâm thì liệu có mang lại tác dụng phụ gì cho cơ thể hay không và liệu rằng có gây sâu răng hay không? Thì kiểu anh xin trả lời được rằng Đối với sản phẩm kẹo hắc sâm nói riêng hay tất cả những sản phẩm kẹo sâm khác nói chung, nó sẽ không gây sâu răng cho người sử dụng và chúng ta kể cả nếu như có sử dụng nhiều sản phẩm này thì nó cũng sẽ không gây hại, tác dụng phụ hay là bất cứ ảnh hưởng nào đến hệ thống khoang miệng của chúng ta. Bởi như sản phẩm kẹo hắc sâm nói riêng hay là tất cả các sản phẩm kẹo sâm thì có chứa đến 50% chất xy-li-tôn một trong những chất bảo vệ hệ răng miệng của chúng ta cũng như là tăng cường cho răng miệng của chúng ta được chắc khỏe hơn và quan trọng là sản phẩm kẹo sâm này thì được chiết xuất chế biến từ nhân sâm một trong những loại dược liệu vô cùng tốt cho sức khỏe của con người thế nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi vì nếu như khi chúng ta sử dụng kể cả có sử dụng nhiều thì nó không gây sâu răng cho chúng ta và sản phẩm này thì có thể sử dụng được từ cho trẻ nhỏ cho đến là người cao tuổi và kẹo hắc sâm thì có những công dụng nổi bật cũng như là có những ưu điểm vô cùng nổi bật cho người dùng. Đầu tiên đó chính là khả năng giúp lưu thông khí huyết cũng như là lưu thông làm tan các cholesterol xấu trong thành mạch máu của chúng ta. Bởi sản phẩm hát sâm thì đã được sử dụng như là một trong những liệu pháp để hỗ trợ điều trị được những căn bệnh nguy hiểm. Thế nên khi chúng ta sử dụng sản phẩm kẹo sâm như thế này thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và quan trọng, nó sẽ giúp cho lưu thông khí huyết một cách tốt hơn. Thứ hai, đó chính là sản phẩm kẹo hắc xâm đến từ hàn quốc này thì có khả năng là tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như là tăng cường sức đề kháng dành cho người sử dụng À, chỉ với một sản phẩm kẹo xâm nhỏ như thế này thôi, chúng ta sử dụng hàng ngày như là một thức ăn vặt, nó sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta được khỏe mạnh hơn, thậm chí là nó sẽ tăng cường cho hệ thống miễn dịch cũng như là khiến cho sức đề kháng của chúng ta được khỏe mạnh hơn và từ đó thì ngăn chặn một số căn bệnh ốm vặt như là ho sổ mũi đau đầu hay là sốt. Thứ ba, đó chính là sản phẩm kẹo xâm đến từ Hàn Quốc này thì có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư cũng như là ngăn ngừa căn bệnh ung thư một cách hiệu quả và sản phẩm này thì đã được chứng minh rằng là có tác dụng làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư từ đó thì khiến cho người bệnh có quá trình điều trị được hiệu quả hơn cũng như là giảm những tác động của hóa chất trong quá trình xạ trị thứ tư, sản phẩm kẹo hắc sâm này thì không chỉ có những công dụng tuyệt vời như kiểu anh vừa kể trên mà nó còn có công dụng tuyệt vời, đó chính là giúp điều hòa huyết áp cho chúng ta. Khi sử dụng sản phẩm kẹo hắc sâm này, nó sẽ giúp cho huyết áp của chúng ta được điều hòa tốt hơn, từ đó thì ngăn chặn được nhiều căn bệnh như là huyết áp cao hay là huyết áp thấp. Thứ năm, đó chính là sản phẩm kẹo hắc sâm thì giúp cho máu được tuần hoàn tốt hơn. Từ đó thì ngăn chặn được nhiều căn bệnh như là sơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là đánh tan giảm thiểu sự hình thành các cholesterol xấu ở trên thành mạch máu. Và cuối cùng, đó chính là sản phẩm kẹo hắc sâm đến từ Hàn Quốc thì có khả năng là chống lão hóa vô cùng tốt. Đối với những người mà thường xuyên sử dụng kẹo hắc sâm thì sẽ có làn da rẻ, hồng hào cũng như là căng bóng hơn so với những người khác. Có khá nhiều khách hàng hỏi kiểu anh rằng là với sản phẩm kẹo hắc sâm tốt như vậy thì liệu có sử dụng được cho người mắc bệnh tiểu đường hay không? Thì kiểu anh xin trả lời rằng sản phẩm kẹo nhân sâm nói chung cũng như là sản phẩm kẹo hắc sâm nói riêng thì đều có thể sử dụng cho người tiểu đường. Đối với sản phẩm kẹo hắc sâm có ít đường như thế này thì chúng ta có thể sử dụng với liều lượng ít, đó chính là chúng ta sử dụng từ 1 cho đến là 2 viên trên một ngày cũng được đối với sản phẩm kẹo sâm không đường thì người mắc bệnh tiểu đường chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này một cách tùy ý và với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm kẹo nhân sâm mang lại cho sức khỏe của con người thì kiểu anh tin chắc rằng chúng ta sẽ muốn sử dụng ngay sản phẩm này để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình được thôi đúng không ạ? Và chỉ với một viên kẹo nhỏ như thế này thôi nó đã mang lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe của chúng ta rồi. À và đặc biệt với sản phẩm kẹo hắc sâm này thì giá thành không quá là cao, chỉ chúng ta chỉ cần tốn vài chục nghìn thôi là có thể sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này để mang lại sức khỏe tốt cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình rồi và có khá nhiều khách hàng thì đặt câu hỏi với kiều anh rằng là với sản phẩm kẹo hắc sâm nói riêng như thế này thì chúng ta sử dụng như thế nào thì kiều anh cũng xin được giải thích sản phẩm này chúng ta sử dụng rất là bình thường thôi mỗi ngày chúng ta có thể là sử dụng từ thùy theo ý thích của mình chúng ta có thể là ngậm hay là cắn tùy ý và quan trọng với sản phẩm kẹo hắc sâm nói riêng này, nó không có quá là cứng cũng như là khiến cho chúng ta là bị đau răng hay là đau lợi khi sử dụng. Mà với sản phẩm kẹo hắc sâm như thế này thì chúng ta có thể là cắn các bạn nhé, nó sẽ cũng không quá cứng đâu và khi chúng ta sử dụng nhiều một chút nó cũng sẽ không gây sâu răng. Và khi chúng ta sử dụng sản phẩm kẹo hắc sâm như thế này nó còn giúp cho chúng ta là giảm thiểu tình trạng là hôi miệng cũng như là các bệnh về khoang miệng của chúng ta. Và tuyệt vời như vậy thì chúng ta còn sử dụng ngay thôi chứ còn chờ gì nữa đúng không ạ? Và mọi người thì cũng hay thắc mắc rằng là với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì nên mua ở đâu để có thể là mua được sản phẩm chính hãng cũng như là thậm chí là được bảo hành trong quá trình dùng. Kêu Anh xin được mua sản phẩm tại đây, đó là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Quan trọng hơn là khi chúng ta đặt hàng, chúng ta được phép kiểm tra sản phẩm rồi sau đó mới thanh toán. Và siêu thị Hàn Quốc thì cũng cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng, bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Vậy phải làm như thế nào để sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời thế này? Kiều Anh xin được gợi ý một trong 3 phương thức để đặt hàng sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc. Thứ nhất, các bạn có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Thứ hai, các bạn có thể nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhận được nhiều tư vấn hơn dành cho sản phẩm kẹo hắc sâm đến từ Hàn Quốc như thế này. Chỉ với một trong ba phương thức như trên thôi, chúng ta đã sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này mà không cần phải đi lại quá nhiều rồi. Và với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì hy vọng rằng đã củng cố thêm cho các bạn niềm tin để sử dụng sản phẩm kẹo hắc sâm cũng như là chúng ta biết rõ hơn những công dụng mà sản phẩm này mang lại. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an cũng như là luôn giữ được nụ cười trên môi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm kẹo sâm đến từ Hàn Quốc thì hãy nhấn vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.